Khánh Linh xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý vị thân mến, vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đến từ ngoại hình, vẻ đẹp của tuổi trung niên đến từ trải nghiệm, nhưng vẻ đẹp của tuổi lão niên lại đến từ khí chất và tâm hồn. Vậy thì làm thế nào để hình thành khí chất, làm thế nào để dưỡng được tâm hồn? Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe và chiêm nghiệm radio hôm nay với tựa đề Tuổi thanh xuân đẹp vì ngoại hình, tuổi lão niên đẹp vì khí chất. Xinh đẹp là một cuộc chạy bộ cự ly dài. Đó không phải là điều thuộc về giai đoạn tuổi tác nào đó, mà là toàn bộ đời người. Trên hành trình cuộc đời, 20 tuổi là sống với thanh xuân, 30 tuổi là sống cùng sự nghiệp, 40 tuổi thì sống bằng trí tuệ, 50 tuổi sống một cách thản nhiên, 60 tuổi sống ung dung tự tại, còn 70, 80 tuổi lại trở thành bảo vật vô giá. Đến lúc này, xinh đẹp hay điển trai đều trở thành đẹp lão, dù cho có già đi, đầu tóc có bạc trắng, dung nhan đã xế chiều thì cũng phải giữ vững phần đẹp đẽ nhất sâu thẳm trong tâm hồn. Có người nói năm tháng không bỏ qua người ta, lại càng không buông tha cho người phụ nữ. Nhưng đằng sau tóc bạc da mồi, khóe mắt chân chim, sau những dấu hằn thời gian ấy, thì điều đáng sợ hơn cả chính là sự già cỗi của tâm hồn. Bạn và tôi đều biết rằng lão hóa là điều không thể tránh khỏi của đời người. Nhưng trên con đường trở nên già đi ấy, có người sống thật mệt mỏi, già nua, xấu xí, có người lại sống rất thảnh thơi, bình thản, tóc bạc da mồi mà vẫn mang khí chất ung dung. Vậy thì nếu muốn sống một cách ung dung thoải mái và nếu muốn dưỡng thành khí chất của tuổi già, chúng ta cần có 5 thứ sau đây. 1. Thái độ giữ vững vẻ đẹp. Con người ta không thể lựa chọn tướng mạo. Tướng mạo trời ban ấy có thể khiến bạn xinh trong mắt ai đó, nhưng không thể quyết định bạn có trở thành một người đẹp hay không. Vẻ đẹp là một loại thái độ, cũng là một sự lựa chọn. Không kể bao nhiêu tuổi, chúng ta đều cần phải giữ gìn thân hình tao nhã, ăn mặc khéo léo, trang điểm phù hợp. Đây vừa là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng mọi người. 2. Quá trình tu dưỡng tinh thần. Vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đến từ ngoại hình, vẻ đẹp của tuổi trung niên đến từ trải nghiệm, nhưng vẻ đẹp của tuổi lão niên lại đến từ khí chất và tâm hồn. Khí chất ấy bắt nguồn từ quá trình tu dưỡng, từ việc tu tâm dưỡng tính mà trở nên đoan trang, mẫu mực, phong thái chính trực, đường hoàng. Con người không thể lựa chọn ngoại hình, nhưng hoàn toàn có thể dưỡng thành nên khí chất. Chỉ cần có thể bồi dưỡng tính tình, bồi dưỡng nhân cách, làm dịu tâm hồn, thì bất cứ ai cũng có thể tu được vẻ đẹp, dưỡng được tinh thần. 3. Trái tim luôn thiện đãi chính mình. Dù bận trăm công ngàn việc, hãy lưu lại một chút thời gian cho bản thân, tận hưởng mỗi thời mỗi khắc. Nếu như bạn không thể yêu thương, không thể thiện đãi với chính mình, thì còn trông mong ai sẽ đối tốt với bạn đây? Mỗi một người bất kể lúc nào cũng đều phải có một loại tinh thần, đã yêu thương bản thân lại càng yêu thương người khác. Hãy để bản thân tràn đầy hào quang của lòng thiện lương. 4. Vận động giữ gìn sức khỏe. Trong đời người, sức khỏe chính là số 1, đứng ở vị trí ban đầu. Không có sức khỏe thì cũng không thể làm được bất cứ điều gì. Làm người thì không thể nửa đời trước dùng cả mạng sống để kiếm tiền, nửa đời sau dùng toàn bộ tiền bạc để mua lại mạng sống. Giữa thế sự xô bồ, hãy dành một chút thời gian để lắng lại và sống cho mình. Ví như
tạm dừng lại công việc để cùng với người bạn thân ra ngoài dạo chơi tản bộ, hoặc nhân lúc tiết trời mát dịu, hãy ra ngoài hóng gió, tắm mình dưới ánh nắng chan hòa. Đó là một chút vận động để giữ gìn sức khỏe, cũng là cách để cảm nhận vẻ đẹp và yên bình của đất trời. 5. Thanh cao, đạm bạc, danh lợi. Đến độ tuổi lão niên, họ đã không cần phải hăng hái phấn đấu như thời son trẻ nữa, cũng đã xem nhẹ những thủ đoạn dối trá, lừa gạt và mưu mô toan tính kia. Thế gian ồn ào sôi nổi, thì hãy cứ mặc cho họ sôi nổi ồn ào. Thực ra, sự cô đơn của một người là niềm vui hết mình của nhóm người còn lại, và vui vẻ hết mình của một nhóm người lại là sự cô tịch của một người. Vẻ đẹp giống như một cuộc chạy bộ cự ly dài, nó không thuộc về bất cứ giai đoạn tuổi tác nào, mà là toàn bộ đời người. Dù cho già đi, thì hãy già mà trông thật đẹp đẽ. Dù cho đầu tóc bạc trắng, dung nhan xế chiều, thì hãy giữ lại phần tốt đẹp nơi sâu thẳm tâm hồn.